Chạy thử xong cho em biết cảm nhận nha. Cũng okay. Làm một bài review coi. Hi. Hello anh em, mình còn chưa kịp làm vlog để giới thiệu chiếc xe của mình nữa thì coi như có một anh test ride luôn chiếc xe của mình này. Bây giờ mình sẽ chờ coi là ảnh chạy về rồi mình coi coi là ảnh nhận xét sao xe của mình nha. Phê không anh ơi? Đổi không? Đổi mà ta chính lấy không? Lấy qua con này không? Đổi ngang hả? Đổi ngang luôn. Suy nghĩ liền, là một canh bạc khó. Rồi test đi, Mà cái này á, anh vặn ra, anh vặn dứt khoát lên, nó sướng lắm. Đúng rồi. Sướng lắm, anh đừng có chạy như là xe bình thường. Con này là mình đề á. Đây nè, đây. Đẩy này lên. Coi nút. Cái đường này dặn là sạc. Mạnh lên, Không, người ta lịch sự. Qua này, Trai luôn. Đã chưa, Ai ngồi hợp quá trời chứ. Quá hợp đi chứ. Tặng đi. Như sắm luôn. Dữ luôn. Chính không hết hồn con này đã hết hồn. Xe nó mượt, xe Z chính nó mượt lắm. Bây giờ phải đi lên số liên tục. Bây giờ nãy em đá số ủi bạc không. Đá nhẹ xe tơi. Đẹp, vô các bạn. Đây có nhiều người kêu xe nóng là nhiều khi chưa có trải qua, chưa từng trải á. Chưa trải đâu. Chưa mới. Thử tắm hơi coi nóng không? Giang hồ. Giang hồ. Đó, giang hồ U-turn. Đó, xào. Xào luôn. Dọn. Mốt coi R7 đó.